Tất cả phúc thần có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Số hoa thất là thô sư tô vô rô nô hô bố tà sa sa nê a rô gô sư kỳ tổ hôi sa sa bê nha tí quê sa thân là tham. Sư kỳ tạo rô na bố thất sa sa nê a rô ga sư kỳ tạo hôi sa sa bê nha tí quê tê a thân là tha. Sư kỳ tạo rô na bố thất sa sa nê a rô ga sư kỳ tạo thị nhà tị khuyên cầu xin cho các thiện tín được tăng hoa đạo, cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng được mình và người trong gia quyến cả thầy. Sa thứ sa thứ hình thai, chúng con thành kính tri ân đã truyền tam quy và ngũ giới và chúc phúc cho đạo tràng chúng con thành kính tri ân ngài. Yang kin chi ku sa la kam mang ka ta pang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti ta se su ka tang ka tang ye san ta san ni yo an ti ye cha san ta a san ni no ka tăng buồn nhớ pha lăng mây hằng sắp bề pha kỳ pha hoàn tư tế dễ tăng các tăng su vi ti tăng đình năng buồn nhớ pha lăng mây ya dễ cho tâm tha na cha năn ti đề hoa căn tòa ni về đã dùng sắp bề lô cầm hi dễ sẵn ta chi hoàn ta ha ra hệ tu ca mai nhun nhang phổ cha năng sắp bề là văn tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, điều là phương bao vững bền có thể tiêm chung độ lên thiên đàng. Cung trời đau lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bằng trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt. Có người làm phước được lại đêm hồi hướng hiện ngay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hướng được phước quý hẹn, chúng sanh thế giới tỏ thực sinh an mạnh trường, xin thâu phước bao cung dường, thành thực phẩm mùi hương thọ lòng. Chư thiên ngữ trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, lòng vương thần lực có nhiều, lòng sinh hoan nghĩ phương điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bần thầy tổ an vui lâu dài, nguyên thù tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa bình, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc hành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kể liền kiếp sau, nếu trẻ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Y đăng nô nha ti năng hô tu su kít.
ta hồn tu nhà ta yo y đằng nô nhà tì nằng hồ tu ki ta hồn tu nhà ta yo y đằng nô nhà tì nằng hồ tu su ki ta hồn tu nhà ta yo. Do sự phước báo mà chúng con sẵn làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng nguyện thuộc đạo qua vạn, cầu cho mong các vị ấy hằng được sự y đằng quát tâm mê phun nhân phát xa quát gia quán mà chúng con đã chống làm đây pháp chuyên lành để giữ khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngầm mê tâm với mật con đã tạo dâng đến chư tôn đức tâm. Con kính dâng đến ngài chỉ đức quý sư quý bà quý cô tư nữ thầy kinh nguyện cầu quý ngài pháp thể kinh an đạo quả sớm viên thành. Con kính dâng quả phước này đến chư thiên ngự ở 10 muôn triệu thế giới xa bà vua trời đế thích diêm vương, xin quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước báo thanh cao này. Con kính chia phước này đến đạo tràng, nguyện cầu quý đạo hữu an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama. Y đằng nô pun nhân nipan nasapat chayo tu, do sự phước bảo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để thành tựu niết bàn. Xa thức lành thai. Giờ lễ bái tam bảo đã hoàn mãn, con kính tri ân ngài trí đức quý sư quý bà quý cô tư nữ, con kính tri ân đạo tràng. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ thưa, hôm nay là ngày học vi diệu pháp với thầy Trinh, con chưa có thấy thầy vào. Mời đạo tràng đợi chút xíu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, kính mời chị Châu post bài để cho mình đọc trước ạ. Dạ, chưa có thấy thầy vào thưa chị.
Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Cảm ơn Tina cho biết nghe được âm thanh rõ. Cảm ơn cô Châu. Cảm ơn cô Nhung. Thầy đã vào rồi. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Bây giờ cũng đến giờ học vi diệu pháp với thầy kinh. Con kính mời đạo tràng cùng con thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Tha Sa Phagavatu Arahatu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tha Sa Phagavatu Arahatu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tha Sa Phagavatu Arahatu Samma Sambuddhassa. Brahmacaloka thipati sahampati katanchalyanthivarang ayachathang santi thasantam parajang khajatika Tế sê tu thăm măng anu khăm bi măng ba chăng san thăm ma phê ni na yam tu cha ban thăm a bi thăm ma châm măng a cô ta yên tu cha tu san cha san khăm Bồ Đề Phạn Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dí hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngài chân sang, thuyết pháp độ hàng đệ tử, có năm thầy tín giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trọng Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cầm, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tin rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nơi đàn tử bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu được trí tri vẹn toàn. Chúng con thành kính thỉnh thầy kinh đăng đàn để hướng dẫn chúng con buổi học ngày hôm nay. Con kính chúc quý đạo hữu thính pháp được an vui. Con kính dâng mic đến thầy. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Ma Dạ. À, kính lễ xin chư Đức kính chào tất cả các vị. Cái đó ha. Rồi, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau lãnh lễ mở tóm tắt. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ ativādehi svakkhato bhagavatā dhammaṃ namassāmi suppatipanno bhagavato sāvakaṃ Sankhaṃ namāmi Sammāsambuddhaṃ con đem hết lòng thành kính đảnh lễ bằng giác vô sắc các pháp tối tạng giáo hội chúng tăng cao quý để xin nói lời cầu vi diệu pháp. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sa Dạ. Rồi, kính thưa quý vị, chương trình cũng như thường lệ ha, mời quý vị đọc Pali trước và sau đó vài câu nói vui ôn tập rồi chúng ta đi vào bài học. Rồi xin mời MC nha. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, cảm ơn cô Tina, cô Kim Nhung, Châu Nguyễn cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc phần
Bali hôm nay ạ. Mitsakasangaho, toát yếu những hỗn hợp pháp, đoạn 1. Mitsakasangahe cha hề túc lô phô đô sô mô hô a lô phô a đô sô a mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1 tham, 2 sân, 3 si, 4 vô tham, 5 vô sân và 6 vô si. Sattacchānaṅgāni vitakko vicāro bīti so manassaṃ ekaggata đồ manat sang u bách kha. Có 7 chi thiền là 1, 2, 4, 3 hỷ, 4 lạc, 5 định, 6 u và 7 xả. Đoa đa sa mắc gan gà thi ma sang cấp bồ samma vācā samma kammanto samma jīvo samma vāyāmo samma sati samma samādhi miccā diṭṭhi miccā saṅkappo miccā vāyāmo miccā samādhi. Có 12 chi đạo là 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định, 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn, 12 tà định. Con đã đọc xong phần thứ nhất. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài. Dạ, cảm ơn Thầy, cảm ơn toàn thể quý vị trong đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào thầy, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Netta, Tina và Pháp Nguồn Lào Ca cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, cảm ơn chú Nguyễn. Con xin đọc bài. Đoạn 2. Bà quỳ sa tìn ri già ni khôn ri dằng sổ tìn ri dằng khả nìn ri dằng triều hình ri dằng cà dìn ri dằng ít thìn ri dằng bùi xìn ri dằng trì quy tìn ri dằng ma nì ri dằng sổ ma nà ri dằng sắc thìn ri dằng quy ri dìn ri dằng sắc ri dằng an nhành à vì tìm nhìn ri dằng ảnh nha tà quyền. Có 22 căn hay quyền, khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhĩ căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 thân căn, 6 nữ căn, 7 nam căn, 8 mạng căn, 9 tâm căn, 10 lạc căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 ưu căn, 14 xả căn, 15 tín căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị tri đương tri căn, 21 dĩ tri căn, 22 cụ tri căn. Nagwa ba la ni sát thà ba lằng viriya ba lằng sát tìn ba lằng sa mà thi ba lằng bành nhà ba lằng hiri ba lằng ottapa ba lằng ahirika ba lằng anottapa ba lằng. Có 9 lực là 1 tín lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 quý lực, 8 vô lực, 9 vô quý lực. Dạ, con đã đọc bài xong. Dạ, con kính tri ân thầy. Cảm ơn Châu Nguyễn bớt bài. Dạ, xin mời Pháp Nguồn Lào Cai ạ.
Con kính mình lễ ba ngôi tam bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn con kính mình lễ cô. Như con xin kính chào toàn thể đạo tràng, cảm ơn cô. Xin chào anh chị, xin nhờ biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Dạ, con xin phép được đọc bài. Sa thi pa ti quy mằng sa thi pa ti có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục, hai cần, ba tâm và bốn thẩm. Chát ta ro a ha ra ka ba li ka ro a ha ro pa so du ti yo Mano sanh chê ta na ta ti yô. Vinh nhà năng cha tút thăng. Có bốn loại vật thực là một đoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực. In ri yê su bán đê ta sô ta bán ti mắt gành nhà năng anh nhà tát xà mi tình ri yang arahat ta ba lành nhà năng anh nhà ta quyền ri yang mách chế chân nhà na ni anh ni rin anh nhìn ri ya ni ti ba bút chan ti chỉ quyết tình đi dành cha ru pa ru pa va se se na ru vi thằng hồ ti căn chứng ngộ căn chưa từng được nghĩa là vị trí của vị đã hoàn toàn. Ngộ có nghĩa là ăn quả tuệ, cụ chi căn tức là a la hán quả trí, trong các căn ở giữa dĩ chi căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ con đã bày xong, con xin phép được xuống mic kính mời một vị khác. Dạ kính tri ân thầy, cảm ơn sư Châu Nguyễn, cảm ơn cô Meta. Dạ con xin xuống mic. Nam mô Bổn Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Con kính chào thầy Kim, con kính chào đạo tràng. Xin phép được đọc bài. Đoạn 4. Ban chắc vinh nhà nê su cha nan ga ni a vi ri ye su ba la ni a he tu ke su mắt gan ga ni na lắp phan tí ta tha quý chích kích cha chích tê ê các cát tà mắt kinh rí giá ba la bà hoàng na cách chá tí tuệ hề tú cá tí hề tú cá cha hoàn cha quát nết quê quát giác thà sầm phát hoàng a thíp phát tí ê cô quát lắp phát tí. Các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm. Cũng vậy, trong nghi tâm, nhất hành không thể trở thành đạo chi, căn hay lực. Trong bốn tâm thượng, tâm một căn thượng được chứng một lần, tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nghi hay tâm. Nan ga mắt gần gà na wa wood na na go so ri ya tham ma cha ma na u cha ta u ta ta tha ha ra ti sa tha ku sa la di sa ma kin no t
tô mít sa ca sang gạ hồ. Tổng lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực bài. Cũng thế ấy có 4 yếu tố, ưu thế, 4 loại vật thực đã đến như vậy. Đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Kính tri ân thầy và đạo tràng. Mời vị kế tiếp ạ. Thaya nam mô Thammaya nam mô Sangkhaya. Dạ thưa con Châu Nguyễn, dạ con kính đảnh lễ sư trí đức, dạ con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Metta, cảm ơn Sisti. Dạ thưa con sẽ đọc bài. Sa ca hỗn hợp pháp đoạn 1. Mis do so mo ho lo fo a do. Trong phần đại cương của những loại linh tinh có 6 nhân, 1 tha lân, 3 si, 4 năm vô sân và 6 vô si. Gặp cô quýt cà rô tỳ tí sô má ná sẵn u bách khà có 7 chi thiền là một ba sa mắt gan gà ní Samma Ditthi, Samma Sankappo, Samma Vajja, Samma Kammanto, Samma Chiyu, Samma Sati, Samma Mitcha Ditthi, Mitcha Sankappo, Mitcha Vajjamu, Mitcha Samma. Có 12 chi đạo là 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định, 9 tánh, 10 duy, 11 tà định, 12 tà định. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ kính tri ân đạo tràng. Con thích lại cho đạo tràng ạ. Dạ, con xin phép được đọc tiếp ạ. Đoạn 2. Ba quỳ sát tình rí già ni. Chắc rí dằng chì quỳnh rí dằng. Rí dằng. Ít thình rí dằng. Bú rí xình rí dằng. Chì quỳnh tình rí dằng. Man nin ri yang su khin ri yang duk khin ri yang so mat nat sin ri yang do manat sin ri yang up bak khin ri yang sat thing ri yang we ri yin ri yang sat thing ri yang sama thing ri yang pan pan nhìn ri yang a nành nhà tát xa tì tình rí dặn anh nhìn rí dặn anh nhà tà quỳnh rí dặn. Có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1 nhãn căn, 2 nhĩ căn, 3 tỷ căn, 4 thiệt căn, 5 thân căn, 6 nữ căn, 7 nam căn, 8 mạng căn, 9 tâm căn,
10 lạc căn, 11 khổ căn, 12 hỷ căn, 13 ưu căn, 14 xả căn, 15 tín căn, 16 tấn căn, 17 niệm căn, 18 định căn, 19 tuệ căn, 20 vị trí đương trí căn, 21 dĩ trí căn, 22 trụ cụ trí căn. Nagwa ba la ni sát tha ba lăng, vi ri ya ba lăng, sa ti ba lăng, sam ma thi ba lăng, bành nhà ba lăng, hi ri ba lăng, ốt ta ba ba lăng, a hi ri ka ba lăng, a no ta ba lăng. Có 9 lực là 1 tín lực, 2 tấn lực, 3 niệm lực, 4 định lực, 5 tuệ lực, 6 tàm lực, 7 quý lực, 8 vô tàm lực, 9 vô quý lực. Dạ, con đã đọc bài xong. Con xin phép xuống mic mời một vị khác. Dạ, kính tri ân thầy. Cảm ơn sư Châu Nguyễn, cảm ơn cô Meta. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Mày, Nam mô Sân Khai. Dạ, con xin đọc bài tiếp tục ạ. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, cô Châu, cô Pháp Nguồn cho biết, đã nghe cô Tina cho biết, đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc tiếp đoạn 3. Chát tà rô á thí bá tí, chành đà thí bá tí, quý rí già thí bá tí, chích tà thí bá tí, quý mạng xà thí bá tí. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là 1 dục, 2 cần, 3 tâm và 4 thẩm. Chattaro ahara kabalika aharo fatso dutiyo mano sanche tana tatiyo vinyanang chatuthang. Có 4 loại vật thực là 1 đoàn thực, 2 xúc thực, 3 tư niệm thực và 4 thức thực. Inriye subhanna ti mak ga nya nang a nan nya tat sa mi tin ri ya nang a ta fa la nya nang anh nhà ta quyền ri dặn mắt chê cha nhà nà ni anh nhìn ri già ni ti ba quốc chành ti chỉ quy tình ri dành cha rù ba rù ba qua xề nà đu quý thằng hồ ti. Bây giờ trong những căn ý tưởng, ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà quần đạo tuệ, vị tri đương tri căn tức giữ lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là A-la-hán quả. A-la-hán quả tuệ của tri căn tức A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, dĩ tri căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai, sắc mạng căn và danh mạng căn. Con đã đọc xong. Cảm ơn Châu Nguyễn đã một bài. Cảm ơn thầy, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc lần hai ạ. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn, cảm ơn Tina, cảm ơn chị Meta cho em biết tín hiệu nghe rõ. Đoạn 4. Bành cha quỳnh nhà nề su trà nàn gà ni a quy là ni a hề tu kề gà ni na lan tí hà quy chi kích trà chít tề các gà tà mắc
kìn ri ya pa la pha hoàng na gách cha ti ri hệ ti hệ tu ca cha wa nề về wa ya tha sam pha hoàng a ti pa ti e ko wa la pha ti. Các thiền chi không tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm. Cũng vậy, trong nghi tâm, nhất thành không thể trở thành đạo chi. Căn hay lực, trong bốn tăng thượng, dục, cần, tâm, thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Cha hề tu bành, cha trà, nằn, gà, mắc, gần, gà, na qua quát, thu tổ. Sổ la xìn ri gia thầm mà cha ba la thầm mà na quê ri tà chắc tà rồ thi ba ti vu tà ta thà hà rà ti sát ta thà cu sa là đi sa mà kìn nổ vu tổ mít sa ca sẵn ga hồ. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có bốn yếu tố, ưu thế, bốn loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Tha giá nam mô tham mà giá nam mô sanh tha giá và một lần nữa con kính đảnh và con kính đảnh lễ sư phụ sẽ tu nữ và con kính chào thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng và con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ thưa thầy, con thấy trong râm là mọi người đã đọc hết ạ. Dạ thưa con kính thỉnh thầy cho chúng con bài pháp ngày hôm nay ạ. Dạ kính con kính dâng mic cho thầy ạ. Đây, xa tử, đọc hết ha. Bây giờ mình tới phần 2, câu hỏi đố vui. Rồi, xin mời chuẩn bị nha. Câu số 1. Sắc có mặt thì danh có mặt, thọ tưởng cũng có mặt, phải chăng? Sắc có mặt thì danh có mặt, thọ tưởng cũng có mặt, phải chăng? Rồi, câu 1 rồi, suy nghĩ nha quý vị. Lên lấy 10 điểm nha, hôm nay có ai đoạt giải quán quân nha. Xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Khả Dạ. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn cô Pháp Muộn. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ,
con kính chào thầy, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin trả lời câu hỏi số 1. Con không biết có đúng hay không, mà con nghĩ như thế nào thì con trả lời như thế đó. Dạ, con xin đọc lại. Sắc có mặt thì danh có mặt, thọ tưởng cũng có mặt, phải chăng? Dạ, theo con á, thì thưa thầy, sắc, sắc đây là nếu là sắc pháp mà nó có mặt á, thì thầy kể nó chứ không có cái gì hết thì đâu có danh có mặt rồi thọ tưởng có mặt được. Dạ, con nghĩ là như vậy. Nhưng nếu sắc là cảnh sắc có mặt thì phải có tâm thức sanh lên thì mới có sự xúc chạm. Và như thế rồi thì thọ mới có mặt, tưởng mới có mặt được. Và con như vậy không biết có đúng không thưa thầy. Dạ, con xin trả mít cho thầy. Đây. Không biết ai muốn bỏ túc không ha? Con thưa thầy, dạ sắc có mặt thì danh có mặt, thọ tưởng cũng có mặt phải chăng? Dạ, chị Metta trả lời, con cũng thống nhất với ý kiến của chị Metta. Sắc có mặt thì là sắc, thì là sắc, còn mình mà chưa đủ điều kiện thì chưa có danh, cái tâm thức chưa biết thì thọ tưởng cũng chưa biết, nó là tứ danh uẩn đồng sanh. Do đó sắc mà không có đủ điều kiện thì tứ uẩn cũng không biết. Và những người vô tưởng và những người chết thì cũng có sắc, nhưng mà do không có danh, do đó thọ tưởng cũng không có mặt. Dạ, con chỉ bổ sung ví dụ như vậy thôi, tại vì sắc thì lúc nào nó cũng có mặt mà mình không để ý đến nó, không có đủ điều kiện thì không có danh, mà có danh thì có thọ tưởng. Dạ, con chỉ bổ sung như vậy. Con kính tri ân thầy, cảm ơn đạo tràng. Hôm nay cô Metta giỏi quá ta. Xa lắm. Rồi hai người 10 điểm hết, người 10 điểm. Sắc giải sắc với mắt mới vậy. Sắc có mặt mà cõi thọ, cõi vô tưởng đâu có tâm mình đi danh đâu có mặt. Rồi sắc. 10 điểm nha. Metta. Câu số 2. Khi có cảm giác sanh, khi nào giác sanh thì khi đó có thân sắc quẩn, phải chăng? Khi nào có cảm giác sanh thì kỳ đó có thân sắc quẩn và chặn. Rồi, dễ quá ha. Rồi, tranh thủ nha. Tám nguồn lào cài, tranh thủ đi. Cô Metta có lấy hết rồi điểm. Rồi, xuống đi.
Mô biết nghe được thành rõ. Dạ, con kính thưa thầy. Con đọc lại số 2. Dạ, suy nghĩ như thế nào thì con trả lời như thế đó. Khi giác sạch thì khi đó sát quẩn chăng? Dạ, cái phần mà thầy hỏi là có thân sát quẩn, có nghĩa là có cái thân thân thức, phải không thầy? Dạ, câu hỏi phải như vậy không thầy? Tức là có cảm giác thì có thân thức, phải không? Dạ, có sát quẩn. Dạ, thầy nói là có sắc quẩn. Dạ, như vậy thì con nghĩ là khi mà có cảm giác thì tức là có cái sự xúc chạm của thân thức. Dạ, con xin sám hối. Tức là có cảm giác sanh, tức là có thọ, có cảm thọ sanh lên, thì tức là đã có cái thân thức, tức là có sắc quẩn. Thì không phải là chỉ có thân thức không, mà con nghĩ là khi mà có cái cảm giác sanh lên, tức là có thọ sanh lên đó, thì không những chỉ có thân thức, tức là có sắc quẩn sanh lên, mà có thể có những thọ về sắc, cảnh, thinh, cảnh khí, cảnh vị, rồi pháp nữa. Dạ, con suy nghĩ như vậy không biết có đúng không? Con xin trả máy cho thầy. Đang lắm à, mời quý vị bổ sung nha, mời ai bổ túc mời lên. Dạ, con xin bổ túc thêm. Dạ, con thống nhất ý kiến với của chị Mitta. Con xin bổ sung thêm là khi khi nào có cảm giác tức là cảm thọ, thì cảm thọ phát sanh thì bởi sáu cảnh là cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc và pháp, tức là ở cả cõi ngũ uẩn và cõi tứ uẩn nữa, thì lúc đó thì cảm giác sẽ phát sanh ở cả hai cõi ngũ uẩn và tứ uẩn, không chỉ ở cảnh ngũ và ở cả cảnh pháp nữa. Dạ, còn đó là câu trả lời bổ sung của con thưa thầy. Thôi xa thứ khi có cảm giác sanh thì không chỉ có thân sắc quẩn thôi mà cả vô sắc vẫn có như mình ha. Đó là xa thứ cô Nhung rõ hơn ha. Rồi hai người đây là người 10 điểm luôn, xà đúng là mày đi cặp mà trùng. Xà câu số 3. Đối với các vị trời vô sắc thì chắc chắn có sự xúc phải chăng?
Rồi, câu này dễ ổi ha. Rồi, mời quý vị nha. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung, cảm ơn Pháp Nguồn, dạ, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết đã nghe âm thanh Dina. Dạ, con xin đọc lại câu hỏi số 3. Đối với các vị trời Bồ Tát thì chắc chắn có sự xúc chạm cảm năng. Dạ, xin trả lời câu hỏi này. Dạ, theo con á, thì đối với các vị trời Bồ Tát, tức là ở cõi vô sắc giới, thì không có thân mà chỉ có tâm, thì không có sự xúc chạm của các cảnh ngũ cảnh vị và cảnh thân xúc, bởi vì những vị đó có cảnh pháp thôi thầy, có sự thôi, tất nhiên là có cảnh pháp. Đúng không quý vị? Đúng không? Alo. À, thử xa, xa, thử xa, thử. 10 điểm, 10 điểm. Cho mấy câu dễ kiểu như ngon ha. Bị con muỗi cắn đau sanh thọ khổ, phải bị con muỗi cắn đau sanh thọ khổ, phải xúc nào thuộc vật chất, xúc nào thuộc phi vật chất. Rồi, à, câu này dễ ạc ha. Rồi, xin xuống mic nha. Dạ, Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá.
Dạ, con thấy đạo tràng im lặng quá. Con cũng xin đọc lại câu số 4 và trả lời câu hỏi này. Không biết có đúng hay không. Bị con muỗi cắn đau, canh thọ khổ. Vậy xúc nào thuộc chất, xúc nào thuộc phi vật chất? Vậy trong cái phần này, có phải thầy hỏi là cái phần mà thuộc vật chất, còn cái nào thuộc về phi vật chất là danh, phải vậy không thầy? Dạ, con trả lời. Dạ. À, khi mà con muỗi cắn chúng ta đó, thì nó có hai phần xúc chạm. Đó là cái phần mà con muỗi nó cắn vô da thịt của chúng ta đó. Thì đó là vật chất thôi. Còn nó cắn thì đau. Thì cái đau nó sanh thọ khổ. Thì cái đau đó là phi vật chất thầy. Đó thuộc về tâm rồi. Đó là thân thức thọ khổ rồi. Vậy có đúng không thưa thầy? Dạ con xin trả lời cho thầy. À, xà hứng, xà hứng, nay cô với ta hay quá ta. Ta giỏi nha. Xà hứng ha. Thì mũi nó cắn hai cái thân cái sắc lượng nhau là xúc vật chất ha. Phát sinh thân xúc là thân thức sinh khởi có bằng sản xúc quá ha. Nó thuộc về phi vật chất, thuộc về danh pháp. Xà hứng ha, hay quá, cô với ta mày hiểu. Câu số 5. Một hành giả ngồi thiền, có một ngọn gió thổi mùi hương thơm, có một ngọn gió thổi mùi hương thơm ngang qua anh. Thơm ngang qua anh, thơm mà phấn chấn. Có mấy loại thọ? Rồi, bà hỏi mình trong cái câu chuyện này phân ra có mấy loại thọ. Rồi, suy nghĩ nha.
Dạ Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con kính đảnh lễ sư Trị Đức, con kính đảnh lễ sư Phước Sang, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang. Dạ con kính chào, kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ con kính chào thầy và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con thấy râm im quá. Cô Metta ơi, cô Metta có trả lời được câu hỏi này không thưa cô? Dạ con cảm ơn cô Metta, con cảm ơn cô Nhung. Cảm ơn sếp Nhung Phạm đã cho con biết tín hiệu ạ. Con xin đọc lại câu 5 ạ. Một hành giả ngồi thiền, có một ngọn gió thổi mùi hương thơm ngang qua. Anh cảm thấy thơm mát. Dạ thưa thầy, con xin trả lời thỏi này nha thầy. Dạ một hành giả thì con nghĩ đây là thân thức. Thân thức còn thọ. Tại vì anh cảm thấy dễ chịu, không có cảm thấy khó chịu nên sẽ là thân thọ lạc ạ. Thổi mùi, ngọn gió thổi mùi hương thơm ngang qua. Anh cảm thấy thơm mát và phấn chấn. Dạ thưa thầy, cái này là cũng là thọ lạc luôn thưa thầy. Tại vì cái này ở đây không có thọ khổ thưa thầy, chỉ có thọ lạc thôi. Và cái này là ý à. Tại vì chỉ là cảm thấy thơm, cái này là cảnh khí à. Nên thành ra là anh cảm thấy thoải mái. Và cũng có thân luôn, mát nữa, cảm thân cũng cảm thấy mát mẻ. Thì con nghĩ là chỉ có thọ lạc, không có. Khổ. Dạ con không biết đúng không, con phép xuống nhân mới cả cho thà. Thôi mời cô Meta cho Nguyễn gợi ý là nó cô Meta lên giải thích cho rõ ràng lấy 10 điểm rồi ha. Mời cô. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ con xin đọc lại câu hỏi số 5. Một đã ngồi thiền, có một ngọn gió thổi hương thơm ngang qua, anh cảm thấy thơm mát. Và thầy hỏi loại thọ thì con nghĩ là để một hành giả ngồi thiền, có một ngọn gió thổi mùi hương, thì khi cái ngọn gió này thổi qua có mùi hương thơm thì anh ta cảm thấy thơm, thấy mát và anh thấy thơm, thấy mát. Thấy phấn chấn là thọ hỷ thầy. Thân thức thọ lạc, tâm thọ hỷ. Dạ, con nghĩ vậy không biết đúng không thưa thầy? Rồi, còn ai bổ sung không? Ai bổ sung thêm không? Nghe pháp nguồn lò cai thì sao? Tịch ngồi thì sao? Ngồi em ru rồi. Rồi, mời quý vị. Dạ thưa thầy, con thấy cô mới nói đúng rồi ạ. Còn có thiếu mỗi là cái này còn có thêm là nhi thức thọ xả quả thiện. Dạ, con xin được trả lời như vậy ạ. Dạ, con xin phép được xưng mic ạ. Cho nói lại lần nữa đó. Cái gì thức thọ xả, cái gì? Cho nói lại lần nữa. Nhĩ thọ xả quả thiện ạ, xả quả thiện vô nhân, con xin phép được như vậy.
Sao tự nhiên có nhĩ thức đây? Đâu có âm thanh đâu. Nó nhĩ thức đây. Nó lại, cho nó lại nữa. Con quên mất, con quên. Dạ, tỷ thức thọ xả quả thiện vô nhân. Dạ, là tâm thì thức. Tỷ thức thọ xả được. Ai xa đó. Xa thêm cái thọ xả nữa mà gió thổi thì cái mùi nó vô lỗ mũi đúng không, của mấy ta nắm được không, mũi thì nó phát sinh tỷ thức thuộc về thọ thọ xả, là có một thọ xả được thọ xả, có thọ xả không à, rồi em cảm thấy là mát mẻ, tức tiền lấy cái mát chứ, mát là cái gì, cái cực ngọn gió nó đụng vô, nó xúc vô thân, nhớ không? Bị xúc vô thân vậy là thêm cái thọ gì nữa, là thọ lạc, thân thọ lạc, thêm cái thọ lạc, xả có ha, lạc có ha, rồi do cái mùi thơm, rồi cái thân mát mẻ, phát sanh phấn chấn, thọ gì? Thọ hỷ, xà thử, xà thử, rồi như vậy cũng có ba thọ tất cả ha, xả, lạc, hỷ. Cơ bản là ba loại vậy ha. Rồi con ta 10 nữa ta hay cái này ta. Cho cái gì thông nguồn là cái 5 điểm bổ sung thêm ha. Rồi sao rồi một câu nữa ha, thế là thôi vô học bài hay là sao? Một nữ thiền sinh lúc ngồi thiền, một nữ thiền sinh trong lúc ngồi thiền, nhìn thấy một bà khác ngồi không nhúc nhích, nhìn thấy một bà khác ngồi không nhúc nhích hay hơn mình. Đấy. Sinh tâm khó chịu. Nhưng rồi chợt nghĩ. Tại sao mình không cố gắng lên như cô ấy? Rồi phân tích câu hỏi nha, phân tích tâm về bài sao nha. Rồi mời quý vị.
Dạ thưa thầy, con xin đọc câu số 6 ạ. Dạ, một nữ thiền sinh trong lúc ngồi thiền nhìn thấy một bà khác ngồi không nhúc nhích hay hơn mình, sanh tâm khó chịu, nhưng rồi chợt nghĩ tại sao mình không cố gắng lên như cô ấy, phân tích tâm. Dạ thưa cô Metta trả lời câu hỏi này không cô? Con dâng mic cho cô ạ. Dạ, dạ thưa con xin trả lời thử câu này ạ. Dạ, một nữ thiền sinh trong lúc ngồi thiền, thì thưa thầy đây là khi mà người ta ngồi thiền thì đây là phát sinh cái tâm này là tâm thiện ạ. À, nhìn thấy một bà khác ngồi không nhúc nhích hay hơn mình, sanh tâm khó chịu. Dạ, thưa thầy cái đó là tâm sân thọ ưu. À, nhưng rồi chợt nghĩ tại sao mình không cố gắng lên như cô ấy. Cô ấy cảm thấy là cái việc khó chịu sanh cái tâm sân đó đó là nó không có đúng, cho nên cô cảm thấy hoan hỷ đối với cái việc ngồi thiền của cái người kia. Thì ở đây con ở đây có tâm đầu tiên là xong, sau đó là tâm sân, rồi sau đó trở lại tâm thiện, tại vì cô muốn cố gắng lên như như là cái người ngồi, cái cô ngồi thiền kia. Dạ, đối với cái lộ trình tâm của cái tâm của cái cô nữ thiền sinh này thì con thấy là nó có tâm thiện và tâm sân rồi tâm thiện à. Dạ con chắc con phân tích chưa có đúng tại nó không có chi tiết lắm. Dạ con xin phép dừng mic lại cho thầy ạ. À. Rồi, sao thú, ngoài tiếp việc khác lên phân tích cho sâu hơn cái tiếp nha. Ai lên giơ tay nha. Rồi, mời con ta. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sẵn Khả Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhung, cô Châu Nguyễn. Dạ, cho biết đã nghe được âm thanh rõ rồi. Cảm ơn Phật nguồn. Dạ, con xin đọc lại câu số 6. Một nữ thiền sinh trong lúc ngồi thiền nhìn thấy một bà khác ngồi không nhúc nhích hay hơn mình, sanh tâm khó chịu. Nhưng rồi chợt nghĩ, tại sao mình không cố gắng lên như cô ấy? Dạ, phân tích tâm. Thì con xin đọc lại. Một nữ thiền sinh trong lúc ngồi thiền thì như Châu Nguyễn nói là cái cô này ngồi thiền tức là có cái tâm thiện, rồi nhìn thấy tâm cái tâm ganh tị là cái tâm tật này nó đồng sanh trong cái tâm sân, vì sanh tâm khó chịu thì cái tâm tật đồng sanh trong tâm sân. Dạ rồi, tức là tâm sở tật nó đồng sanh trong tâm sân. Rồi sau đó thì cô mới nghĩ lại là tại sao mình không cố gắng lên như cô ấy. Thì đây là cô có cái tâm thiện trở lại thầy. À, cái tâm thiện này là cái tâm thiện hợp trí trở lại. Dạ, con chỉ phân tích vậy thôi thầy. Không biết có đồng thưa thầy.
xà thử đâu cô Nhung lên tích thêm chút xíu nghe cô Nhung. Rồi, mời em. Dạ, con thưa thầy. Dạ, trong Nguyễn với chị Meta đã phân tích đầy đủ rồi. Con cũng phân tích thứ nhất là cô thiền, thiền đó là tâm đại thiện. Ngồi không nhúc nhích. Không giữ. Rồi hay hơn đó. Sự ngã mạn tâm khó chịu thì cái này là tâm có cái tâm sân mà thọ ưu. Rồi chợt nghĩ thì lúc này mình là tại sao mình không cố gắng lên, thì lúc này là cái tâm tâm ưu, nhưng mà ưu để cố lên. Cố lên, dạ. Tức là đó là con phân tích như vậy đó thầy. Đầu tiên là tâm đại thiện, xong rồi đến tâm phóng dật, rồi tâm sân thọ ưu là vì mình thấy người ta hay hơn mình, đó là tâm ganh tị, tật đố, rồi ngã mạn, rồi sanh tâm khó chịu, rồi là tâm sân thọ ưu. Rồi chợt nghĩ thì lúc đó là tâm đại thiện trở lại. Mình không cố gắng lên thì ưu phiền để cố gắng lên. Đó là câu trả lời của con. Thưa thầy, con kính tri ân thầy ạ. Rồi, xa lắm. Mà ai cũng đúng, mỗi người đúng kiểu dễ dễ không? Rồi, bây giờ một nữ thiền sinh. Trong lúc ngồi thiền, tôi tâm thiện, đúng không? Thiền, tâm thiện, có tâm muốn thiền định, muốn này kia làm thiện. Nhìn thấy một quả tâm gì? Nhìn thấy nhìn vật. Sao không vậy? Nhận thức. Không có nhận thức. Nhìn thấy bà khác rồi không giống nhất hay ăn mình, tức là lúc này có sự so sánh hơn thua hả? Thua là gì? Có ngã mạn trước. Ngã mạn trước. Sao không có chịu là có tật đố, có tật đố. Tật đố. Ganh tị, ganh tị hơn, ganh thấy ta hơn mình ganh tị nó tật đó, đó có sân hận, có tật đó. Rồi chợt nghĩ, cái câu này mới quan trọng là lúc này tự nhiên chợt nghĩ lại ha, tại sao mình không cố gắng như cô ấy, thì lúc này cái tác ý nó như thế nào, tác ý được xếp vô loại gì cái gì? Tác ý đúng thì được gọi là gì? Yoniso Manasikara. Là khá khéo tác ý, là dư lý tác ý, đúng rồi, xà thôi. Tác ý đúng là phát sanh tâm đại thiện cho bạn. Đó là cho chúng ta thấy là trong câu chuyện nhỏ rất là nhiều cái vấn đề. Rồi xà thử là cô lấy ta cũng ngon lành ha. Châu cũng chưa được rõ lắm. Rồi cho cô với ta 7 điểm, cho Nguyễn 5 điểm, bổ sung thêm 5 điểm nữa. Xa vẫn xa thôi. Rồi câu nữa rồi học nha, câu chót nha, câu số 7. Cô A trong khi đi kinh hành cô A trong khi đi kinh
chợt thấy tóc mình, chợt thấy mái tóc mình đẹp hơn mái tóc của B. Khởi tâm hoan hỷ. Tâm sở gì phối với tâm gì? Rồi. Ông dạ thấy không? Rồi mời về nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con chưa thấy ai trả lời. Thôi con cũng xin trả lời tiếp câu hỏi này luôn. Dạ. Cô A trong khi đi chợt thấy mái tóc mình đẹp hơn mái tóc B. Khởi tâm quan thì phối với tâm gì? Và thầy hỏi là tâm sở gì với tâm gì. Thì trong khi đi kinh hành thì cô A này cô cũng có cái tâm đại thiện. Rồi thấy mái tóc mình đẹp tóc cô B. Thì cô A này cô có cái tâm ngã mạn, cô so sánh. Cô thấy là mái tóc của cô đẹp hơn mái tóc cô B. Thì đây là có cái tâm ngã mạn. Rồi cô khởi lên tâm hoan hỷ, cô thấy tóc mình đẹp thì cô hoan hỷ. Đây là tâm tham thọ hỷ thầy. Tức là tâm sở tham. Đầu tiên thì cô có cái tâm đại thiện, cô đi kinh hành. Rồi cô thấy, cô so sánh thì cô thấy mái tóc cô đẹp hơn cô B, tức là cô có ngã mạn, tức là tâm tham ly tà, là so sánh thấy tóc mình đẹp hơn tóc cô B. Rồi chính vì lẽ đó cô thấy tóc cô đẹp hơn rồi cô hoan hỷ, tức là tâm tham thọ hỷ thầy. Dạ con phân tích là như vậy, con xin trả máy cho thầy. Ai xa thứ ha. Rồi, cô A đi kinh hành thấy mái tóc mình đẹp hơn cô B, khởi tâm hoan hỷ. Thì khởi thấy tóc mình đẹp hơn tóc cô B là cái tâm sở gì? Tâm sở ngã mạn ha. Tâm sở ngã mạn đồng danh trong tâm tham có hỷ thì tâm tham về tâm tham hỷ có tâm sở ngã mạn về sẽ về tâm tham thọ hỷ ly là. Cái này là thấy lẽ hợp tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Rồi xa thấu không có một cô bé ta này đoạt giải quán quân thiệt ta. Cô bé ta này cũng 40 điểm hơn cho Nguyễn. Xà, vẫn xà nữa rồi, tặng bông nếu vậy, tặng bông cho quán quân hôm nay. Sáu dùng điểm ha, quá wow. Này có đọc giải cúp vàng nè, này đọc giải cúp vàng nè. Rồi, kỳ trước là mình học tới gì rồi? Alo. Tấn lực. Xong rồi, Tấn lực ha.
xong tác lực. Và bây giờ mình tới số 3 là niệm lực Satipalang. Niệm lực Satipalang. Rồi, ở cái đây là định nghĩa là cái niệm lực này, tức là nó mạnh. Lực nó có một sức mạnh giữ cho không bị dao động trước đối nghịch pháp. Tức là giữ cho không bị dao động nghịch pháp, như là sự lơ đễnh, sự quên mình. Thì như vậy được gọi là niệm lực. Đó là ý nghĩa sức mạnh của cái niệm lực này, nó giữ cho tâm mình không có bị quên, bị lơ đễnh, bị trao đảo ha. Đó là niệm lực. Chúng ta biết là như vậy, thế nào là niệm lực trong khi ấy? Trong khi ấy có pháp là sự nhớ, sự tùy niệm, sự tưởng niệm, trạng thái ký ức, cách ghi nhận không lơ đãng, không quên. Niệm là niệm lực, chánh niệm. Đây là niệm lực trong khi ấy. Niệm lực là như vậy không? Tức là khi nào mà có cái sự mà tùy niệm, sự tưởng niệm, sự tưởng nhớ, sự không bị lơ đãng, không quên, có cái lực vững mạnh về cái niệm đó thì được gọi là niệm lực. Đó là cái ý nghĩa của cái rồi đâu có một câu là an lập niệm trước mặt. An lập niệm trước mặt, tức là trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy hãy an lập niệm trước mặt, tức là đặt cái niệm mình trước mặt, tức là niệm này được giữ, được đặt ngay nơi chóp mũi hoặc môi, bởi lẽ ấy được gọi là an lập niệm trước mặt. Này là câu chúng ta cần phải ý, tại sao Đức Phật gọi là đặt cái an niệm, an lập niệm trước mặt là như vậy, là đặt ngay nơi chóp mũi hoặc là môi. Khi hơi thở vào, hơi thở ra nó sẽ xúc chạm nơi nào đó, mũi hoặc xúc chạm trên trên, gọi là an lập niệm trước mặt. Thì niệm này tức là chi pháp, tức là tâm sở niệm. Tức là khi nào chúng ta có cái sự ghi nhận, sự rõ, sự mà ghi nhớ, tùy niệm, sự tương hợp tất cả những đó gọi là lực. Do như vậy khi mà mình tu tập mình niệm, tức là chúng ta phải giữ được cái tâm mình không có bị lơ đễnh, không có bị phóng dật, giữ cho cái niệm trở thành niệm lực, có một sức mạnh, và từ đó đi đến chánh niệm và đạt tới một cái mức độ rất là cao nếu mà chúng ta thực hiện được cái niệm lực này, một cái trạng thái là chánh niệm trong bát chánh đạo luôn. Đó là vấn đề như vậy. Đơn giản như vậy ha, đó là niệm lực. Rồi số 4, định lực Samathipalang. Định lực cho mình biết là ý nghĩa là sức mạnh không bị dao động trước sự loạn tâm. Thì như vậy gọi là định lực, là một cái sức mạnh của cái định. Giữ có một cái năng lực, một cái sức mạnh giữ cho tâm mình không bị dao động thì trước cái sự mà tâm bị hỗn loạn ha, mà tâm nó định lực giữ lại cái tâm mình không có bị cho hỗn loạn. Như vậy là sức mạnh không bị dao động trước sự loạn tâm. Thế nào là định lực trong khi ấy? Trong khi ấy đối với tâm có pháp là sự định trụ, sự vững trú, sự vững vàng, sự không tán loạn, sự không lao chao, tính cách tâm không sao xuyến, chỉ tịnh, định quyền, định lực, chánh định. Đây là định lực trong khi ấy. Ta thấy là khi nào chúng ta có được cái pháp là định trụ, mình có được cái sự mà an trụ, cái tâm mình khi mình an trú, chẳng hạn như mình an trú vào trong hơi thở, thì khi nào mình có được cái sự an trú vững vàng, chắc chắn,
mạnh mẽ, thì khi đó chúng ta có định lực, trong tâm của mình nó không có bị tán loạn, không có bị lao chao, không có bị ảnh hưởng bởi những pháp khác, thì như vậy là tâm mình có được cái định lực. Và khi trong những pháp này mình thực hành, mình sẽ thấy rất rõ. Chẳng hạn nhiều giờ quý vị thực hành về niệm hơi thở số chẳng hạn, thì mình đếm 1 với 7, 1 tới 8 vậy đó. Thì mình đếm, nếu mình giữ được cái định lực của mình mạnh đó, thì mình đếm vậy nó không có bị tán loạn. Cái quà là phóng dật không tao trao, thì lúc đó chúng ta có được này. Đây là cho ta biết là định lực, sự an định chính chú. Còn cái niệm khác đâu có thời gian, niệm là ghi nhớ, niệm là nó chỉ ghi nhớ ghi nhận pháp, còn định là làm cho tâm an định được, nghiêm nghiêm xuống, định xuống chỗ đình trú, vững trú, vững vàng. Ở hai cái nghĩa này là hai cái này nó phải có cái đi chung với nhau, định luôn ha, nó mới đạt. Niệm không mà tâm mình chưa có định được á, mình niệm niệm à, niệm tâm loạn động mất ha. Thì như vậy cho nên là phải tập cho tập làm sao mình tới một cái coi như là cần rất quan trọng trong cái tu tập, tâm an định trụ vững trú vững vàng, không tán loạn, không lao chao. Đây là chỉ định quyền, định lực, định lực. Hai cái giải pháp này rất là quan trọng trong cái phát hành. Cho nên chúng ta để ý mình tập để mình biết mình có định lực hay không. Ví dụ như mình thử nghiệm mình làm, mình biết à, mình tập như cái mình tưởng mà mình có định, nhưng mà thực sự khi mà mình đưa ra một cái gì đó để mình bắt nó an trú vào thì mình sẽ biết nó có hay không có. Chẳng hạn như ta đếm số nha, mình lấy đếm số nha, để mình biết được rõ. Thì sổ thức quan này vậy đó, mình niệm phần đếm số, đếm thời gian của cái tâm mình có định được không, hay là mới đếm 1 tới 4 tới 5 cái tâm mình bắt đầu nó chạy tùm lum tùm la đó, mà mình chưa có cái định. Rồi chi pháp chính là tâm sở nhất hành, tức là tâm sở định đó. Tâm sở nhất hành. Rồi, đó là tính tấn niệm quệ lực là cái thứ năm. Ban nhà ba lần. Quệ lực là chính là trí tuệ, năng lực, sức mạnh của trí tuệ ha. Là sức mạnh mà không bị dao động trước vô minh. Nên cho mình đó là sức mạnh không bị dao động trước vô minh. Là mình cái đó là định nghĩa cho mình biết là, tức là cái trí tuệ nó có sức mạnh, nó nếu mình chưa đắc được đạo quả thì nó cản, nó không cho vô minh sanh khởi. Mà nếu mình đắc được rồi nó đâm thủng màn cho mình luôn. Thì sức mạnh như vậy, sức mạnh của tuệ lực. Thì thế nào là tuệ lực trong cái ấy nè? Trong khi ấy, pháp là trí hiểu, hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc, trạch pháp, tham khảo, phân định, khảo sát, thông thái, rành mạch, khôn ngoan, sáng suốt, suy xét, nghiên, minh mẫn, mẫn tiệp, quan, quán minh, tỉnh giác, sắc sảo. Tuệ là tuệ quyền, tuệ lực. Tuệ như vũ khí, tuệ như lâu đài, tuệ như ánh sáng, tuệ như hào quang, tuệ như ngọn đèn, tuệ như bảo vật, vô si, trạch pháp, chánh kiến. Đây là tuệ lực trong thi ấy. Nhiều cái cách định nghĩa để cho mình thấy về cái tuệ lực này. Đó là một cái sự hiểu biết, một cái trí hiểu rõ, biết cân nhắc, trạch pháp, có phân tích, tham khảo, rõ ràng, xác định thái, khôn ngoan, sát suốt trong mọi sự việc. Suy xét, nghiên cứu, minh mẫn một cách sáng suốt. Thì như vậy được gọi là tuệ lực. Tuệ lực được ví như là lâu đài, ví như là vũ khí, ví như là ánh sáng, ví như là hào quang, vân vân vân. Dùng nhiều cái từ để diễn đạt tuệ lực này. Thì như vậy đó là cái năng lực của trí tuệ.
Thì trong cái này thì chúng ta có lực định và gọi lực là năm lực, chi pháp của là chính là tâm sở tuệ quyền. Mình nhìn thấy á, tâm sở tuệ quyền ha. Rồi, như vậy chúng ta đã đi qua được cái nhóm A, là qua được tới cái phần năm lực ha, tính tấn niệm định tuệ lực. Rồi nhóm B. Nhóm B số 6 là tam lực. Hiri ba lăng. Tam lực là sức mạnh của sự hổ thẹn trước tội lỗi. Tức là khi nào mà mình có một cái sức mạnh về cái tam lực, cái tâm có được cái sự hổ thẹn trước tội lỗi, khi mình thấy điều gì sai quấy xấu là cái tâm lực nó sanh lên để nó quấn bật liền ha, không cho mình đi vào cái vấn đề đó. Thì như vậy tâm lực là sức mạnh của sự hổ thẹn, đó là được gọi là tâm lực. Thì thế nào là tâm lực trong khi ấy? Trong khi ấy sự mà hổ thẹn với điều đáng hổ thẹn, hổ thẹn với việc phạm vào các ác bất thiện pháp, đây là tam lực trong khi ấy. Tức là khi nào mình có sự hổ thẹn với những cái điều đáng hổ thẹn thì lúc đó chúng ta đang có một cái tam lực, là thấy những cái điều mà không tốt, không đẹp, điều xấu mà mình hổ thẹn như điều đó, tâm nó hổ thẹn đó, thì là gọi là mình có cái tam lực hổ thẹn với việc phạm vào những cái điều này, điều kia, những cái điều học này, điều học kia ha, phạm vào những ác bất thiện pháp. Thì như vậy chúng ta có được tam lực, là sức mạnh của tam lực, chi pháp của nó là chính tâm sở tam. Tam lực là như vậy, tâm sở tam cho hao đơn giản vậy chứ có gì ha. Rồi quý lực ot tập ba ba lần là quý lực, là sức mạnh của gây sợ tội lỗi đối với các ác bất thiện pháp. Của cái sự mà trạng thái mà ghê sợ lỗi, tức là mình thấy tội lỗi là tâm mình ghê sợ với các bất thiện pháp, thì đó là quý lực. Thế nào là quý lực trong khi ấy? Trong khi ấy sự mà thấy với điều đáng sợ hãi, tức là sợ hãi với những điều đáng sợ hãi, tức là những điều xấu, điều tội lỗi xấu xa, sợ hãi với việc phạm vào các ác bất thiện pháp, đây là quý lực trong khi ấy. Là khi nào cái sự sợ hãi với những cái điều xấu, đối với những điều ác, thì khi đó là quý lực. Và tam và quý lực này là hai cái để đối nhau, có sự hổ thẹn, có sự, hai cái này là hai gìn giữ thế gian để không bị phá hủy, bị tiêu hoại. Nếu thế gian này mất hai pháp này là coi như sao? Một con người mà không có tàm, không có quý thì bao nhiêu việc tội lỗi gì cũng dám làm hết. Cho nên chính vì điều đó tàm lực và quý lực cần phải tu tập, cần phải được cho phát triển. Đó là quý lực chi pháp, tức là tâm sở quý. Rồi đó là cái chi thứ 7. Rồi số 8 là vô tàm lực. Hiri-ca-ba-lăng. Tàm lực có, quý lực có, thì giờ chúng ta có vô tàm lực. Ngược lại ha, ngược lại, tức là sức mạnh của sự không biết hổ thẹn tội lỗi. Tức là đây là một cái sức mạnh điều ác, người ta có thể giết người, nó cướp của này, thì lúc đó cái vô tàm này nó trở thành là vô tàm lực, một sức mạnh mình để phá vỡ cái sự mà tàm quý của con người đó. Người đó trở nên còn biết khổ thẹn tội lỗi nữa, giết là giết, cướp là cướp ha. Thì như vậy là coi như là vô tàm lực, là sức mạnh của sự không biết khổ thẹn tội lỗi. Thế nào là vô tàm lực trong khi ấy? Trong khi ấy với điều đáng hổ thẹn, tức là không hổ thẹn với cái điều mà đáng lý là phải hổ thẹn đó mà không hổ thẹn, không hổ thẹn với việc phạm vào các ác bất thiện pháp, là người này không có sự hổ thẹn với những cái điều ác, điều xấu, người này là lì, là bất chấp tất cả, không có hổ thẹn với những cái việc ác bất thường pháp.
đây gọi là vô tạm lực trong giới, sức mạnh của cái vô tạm thì pháp tức là tâm sở vô tạm. Rồi phần số 9, quý lực anatta pappalang vô quý lực, sức mạnh của sự không biết sợ tội lỗi, là không còn biết sợ tội lỗi là gì. Nói với những người mà có cái vô quý lực này thì người này không biết sợ tội lỗi là gì, làm bất cứ điều gì miễn có lợi cho họ là họ làm ha, cho nên gọi là vô quý lực. Thế nào là vô quý lực trong khi ấy? Trong khi ấy sự mà không sợ hãi với điều đáng sợ hãi, không sợ hãi với việc phạm vào các ác bất thiện pháp, đây là vô quý lực trong khi ấy. Tức là trong khi ấy cái sự mà không sợ hãi với những điều đáng sợ hãi đó, tức là những cái tội lỗi, những cái sự mà ghê tởm của cái ác pháp đó. À, mà không sợ hãi với việc mà phạm vô luôn, phạm như đó đều không có sự sợ hãi, thì như vậy gọi là vô quý lực chi pháp và tâm sở vô quý. Rồi như vậy là chúng ta đã đi qua chính lực ha, và phần chính lực. Mấy cái bài này quý vị có cho ông Nguyễn có gửi cho mấy vị coi trước gì coi không vậy? Có gửi bài qua cho tôi lưu lại không vậy? Có ha, ok vậy tốt ha. Để gì ta giữ làm tài liệu học cho. Rồi bây giờ tới phần số 6 là tứ chấp ta rồi. Tứ là bốn trưởng là nổi bật ha, tứ trưởng là bốn pháp trong nổi ha. Thì nó cho mình biết là có bốn là dục trưởng. Kiriya thì bát tí là tâm trưởng, chitta thì bát tí. Quý lời như vậy là chúng ta có được bốn trưởng. Cần thẩm là tứ trưởng. Thì trong đây có cái chữ á thí, á thí là như cao nhất, cao tột, được gọi là từ cái chữ á thí. Và bát tí là chủ nhân, bát tí là chủ nhân. Thì ráp lại ha, cái chữ á thí bát tí là chủ nhân cao nhất, tức là trưởng cao nhất, là trưởng thì giống như con trưởng là lớn nhất, là lớp trưởng là người lớn nhất, người lớn trong lớp, hay là đội trưởng, hay là cái gì mà lớn nhất rồi đó, cao nhất thì gọi là trưởng. Thì á thí bát tí là chủ nhân cao nhất, là trưởng. Rồi đứng khác với quyền, trưởng thì chỉ có một pháp trong tâm thôi, nó khác cái quyền. Trưởng là khi mà sanh khởi là cái một phải trội lên thì mình mới gọi là trưởng. Ví dụ như dục cần tâm thẩm, mà như vậy mình đâu có bốn cái này nó nổi lượt ha, có một cái nổi thôi. Ví dụ dục trưởng thì nó nổi dục thôi, cần trưởng nổi cần thôi. Còn mà quyền thì nó năm cái sanh cùng lúc nhiều pháp, tức là tính tấn niệm định tuệ quyền, năm quyền này là phải sanh khởi lúc lại cân bằng, được gọi là năm quyền. Năm quyền được phải cân bằng. Còn trưởng là chỉ có một thôi, một trong bốn cái thì được gọi là trưởng, không có bốn cái ha. Không có cái đó ha, được chưa quý vị? Rồi rồi xuống dòng mình học cái thứ nhất là dục trưởng. Rồi chanh đá là sự ước muốn, ao ước. Chành đây chỉ mới là chữ muốn, là chứ không phải tưởng là xấu, là đây là cái từ của Hán văn này. Dục trưởng từ gì đó là sự ước muốn, ví dụ mình có ước muốn này kia nọ, có ao ước được làm này làm kia, có sự mong muốn làm này làm kia, thì đó lúc đó chỉ là dục thôi, được gọi là dục. Chanh đá thi bát tí là sự ước muốn vượt trội hơn các pháp khác. Như chúng ta biết là trội nổi hơn thì gọi là chanh đá thi bát tí, là sự ước muốn vượt trội hơn các pháp.
À, lúc này là cái sự cái dục trưởng, dục làm trưởng là như vậy ha. Phải hiểu một cách chính xác là như vậy, chứ không mình đừng có đánh lận con đen. Mình rất nhiều người ta cứ ghép vô ghép qua ghép lại nói tùm lum tà la, không phải như vậy. Rồi dục trưởng cho chúng ta biết là có ba loại. À, lúc này bắt đầu mình mới đi xuống cái vấn đề phân tích ra từng loại ha. Dục trưởng có ba. Thứ nhất là tham dục trưởng, kamachanda thipatti, tham dục trưởng. À, thì bắt đầu ở đây cái này có cái tham vô nè, là cái tham nó phát sanh lên thì lúc này gọi là tham dục trưởng, tức là một cái sự ước muốn, một cái sự để mà thụ hưởng năm cảnh, về năm cảnh dục, cảnh cảnh thiền, thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Tức là một người có cái lòng ham muốn hưởng. Và đây là cảnh sắc thích sắc đẹp, được là ngắm sắc đẹp, thích thích được là xe đẹp hơn. Đây thì họ mê những cái đó, họ tâm họ ước muốn được thụ hưởng những cái đó, thì là sắc dục. Hoặc là người mê âm thanh đẹp, thích được có nghe âm thanh đẹp, âm thanh hay, tiếng nói ngọt ngào dịu dàng ha, của người nữ. Thuộc tham dục khí, thích người mùi thì nói những mùi tốt đẹp. Hoặc là vị, thích được nếm vị ngon, vị độc đáo, vị lạ này, hoặc là xúc thân, xúc chạm những cảnh tốt đẹp. Thì như vậy nó được xếp vô được cái dục này là thuộc về tham dục trưởng. Là trường hợp này chúng ta biết là đây nó được xếp vô bất thiện pháp. Cái trường hợp này cho chúng ta biết đây là xếp vào cái trường hợp là bất thiện pháp, tức là những cái pháp xấu. Khi mà dính dáng với sự thỏa mãn thú vui dục lạc thì nó được xếp vào bất thiện pháp là tham dục trưởng. Nắm không cái gì? Ok ha. Rồi bây giờ mình xuống mình tìm hiểu thêm chứ không? Trong hai tâm sân thì mình cũng tìm thấy có cái tâm sở dục, đúng không quý vị? Trong hai tâm sân có dục. Trong tâm sân mình cũng thấy có tâm sở dục, đúng không? Rồi khi mà hai tâm sân, tâm si thọ xả, si thọ xả bóng vật thì không có dục nữa. Bởi vì không ai muốn mình ngu nữa, không ai muốn mình xin ngờ phân dân lưỡng lự tâm u tốt. Không muốn phóng dật thì như vậy trong tâm si thì không có tâm sở dục nữa ha, để loại trừ hạng tâm si ra. Rồi như vậy thì chúng ta gồm lại chi pháp là tâm sở dục thì nó sẽ câu hữu với tâm sở tham, đồng sanh trong tâm tham hoặc là tâm sân. Nó có hai cái này, cái chính là câu hữu trong tâm tham, đồng sanh trong tâm tham. Tâm sân thì mình hiểu theo một góc độ khác ha, đó là tâm sở dục thuộc về bất thiện pháp. Thì lúc này mới là cái lúc được xếp vào bên cái nhóm về dục bất thiện pháp. Rồi cái thứ hai là pháp dục trưởng, tâm mắt chân thi bát tí là pháp dục. Ý muốn nói muốn một cái sự mà khao khát mong muốn được thành tựu các pháp thượng nhân, tức là những cái pháp cao thượng, những cái pháp tốt như là tu tập về thiền, tu tập để mà thiền chỉ, thiền quán, là hành những cái pháp barami hoặc là hành những cái thập độ, những cái thập thiện, tu tập để mong muốn để chứng đắc được những cái đạo quả này, tức là cái sự mong muốn mình thành tựu được những cái pháp của những cái bậc cao. Thì như vậy được gọi là pháp dục trưởng. Cho nên cái trường hợp pháp dục á, nó khác với lại là cái dục ở trên. Pháp dục là những pháp thuộc về thiện. Cái sự mong muốn để mà tu tập thì chắc chắn phải là thiện chứ không thể là bất thiện được.
À, còn một người mong muốn để sống hưởng thụ là bất thiện. Chẳng hạn giờ mình lấy chính bản thể bản thân của mình ra, mình nghĩ sáng nào thức dậy nghe, muốn ăn muốn uống ha, à, thì khi mình khởi tâm mình muốn ăn muốn uống, mong muốn được hưởng thụ gì thì lúc đó là chúng ta rơi vào trong cái thuộc về bất thiện, à, thuộc về à, tham dục. Nhưng mà khi mà mình nghĩ tới sự tu tập, mình mong muốn là mình được ngồi thiền, mình được tịnh tâm, mình được khám phá, mình được học hỏi, mình học các pháp này pháp kia, thì lúc đó tâm mình khởi lên cái thiện pháp, thì như vậy mình có được cái pháp dục. À, thì nhưng mà cái pháp dục này khó có lắm nha quý vị, à, mình khó mà ai chịu khởi lên thường xuyên. Mà thì nó khi mình thấy như vậy mình mới hiểu được, mình học pháp mình mới thấy được, à, lúc nào mình có tham dục, lúc nào mình có pháp dục, à, mình hiểu một cách rõ ràng. Thì như vậy trường hợp này khi mình có sự mong muốn sáng dậy ra, mình muốn ngồi thiền, mình muốn quán chiếu pháp, rồi xong mình học ví dụ pháp, mình nghiên cứu kinh điển Pali vân vân, thì lúc này mình nếu mình có được cái sự khởi lên cái ước muốn mong muốn muốn được cái sự tu tập nhỉ, thì lúc đó chúng ta có pháp dục, thì pháp dục nó làm trưởng và pháp trưởng, thì chi pháp là tâm sử dục trong các tâm thiện. À, đó là cái tâm sử dụng là nó đồng sanh trong các tâm thiện, thì cái này thuộc về thiện pháp ha, à, pháp dục là được về xếp vô thiện pháp. Rồi C là tác dục trưởng, tức là khi mà tác dục làm trưởng, kiriya chan thi bát tí tác dục trưởng. Nói về muốn làm của các vị a la hán, các vị mà bậc thánh là đã hoàn toàn trong sạch, nhưng mà các vị vẫn có sự muốn làm này làm kia để giúp cho đời, cứu độ chúng sanh, làm những việc tốt, những việc để mà đem đến cái sự lợi ích hạnh phúc cho chúng sanh, thì như vậy vị a la hán có khởi lên cái sự mong muốn tốt đẹp như vậy. Sẽ không còn muốn như vậy, vẫn còn muốn như vậy, vẫn có dục của vị A-la-hán thì không có cho để lại cái kết quả gì hết. Tiện luôn rồi. Bất thiện. À, đó là tâm tác dục. Rồi chi pháp là tâm sẽ dục trong các tâm duy tác hữu nhân. À, trong các tâm duy tác hữu nhân. Rồi như vậy chúng ta học được ba pháp, tham dục, pháp dục và tác dục trưởng, ba pháp trưởng ha, thuộc về dục trưởng. Có gì nóng vậy? Alo, alo, chào biết đây. Em thấy học tới đây đủ rồi nha, vậy nhiều quá rối. Đây, vì tại sao mình học tiếp thì nhiều quá ngán. Rồi hôm nay do phú quý báo, hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta được năm pháp sắc lo sắc đẹp an vui sẵn, và sớm có đi tới chân lý đồng điệu. Dạ, bài em xin. Nam mô Bụt Tha Yết, Nam mô Tham Ma Yết, Nam mô Sang Khai Yết. Kính tánh lễ ba ngôi tam bảo, con kính tri ân thầy kinh đại giác bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Con kính chúc thầy luôn được an vui. Con kính mời đạo tràng cùng con sám hối sau khi nghe pháp. Un ta mang ghe na wan de hung pa da pan sung va hun ta mang bun the yo kali to do so bun tho kamatu tang mat mang un ghe de hung tham man cha du tham me yo kali to do so tham bo kama tu tang mat mang un ge na wan de hung sang khan cha du vit thon ta mang sang khe yo kali to do so sang ko kama tu tang mat mang. Chúng con xin phép được hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Yade wata santi vihara wasini
thu phê khá rê, phô thi khá rê, ta hình, ta hình, ta thăm ma ta nê, na phá hoàn, thu cụ chí ta, son tinh ca rôn, tê thá quý hà, ra mân đa lê, thê ra cha mắt cha, na quá ca, cha phình khá vô, xa ra mi ca, đa na phá ti, u pa sa ca, ga ma cha đê sa ni ga ma cha in sa ra sam pa na phu ta su ki ra pa wan tu te cha la phu cha ye pin cha an ta sam pa wa sang se ta cha ta a ta wo pa pa ti ka niu ya ni kang kam ma wa lang pa ti cha sam pe pi tu kan sa ka on tu sang kha yang ta tu yang sa tan kam mo tam man ta chắc khô hô tư sô quá ăn ta giá cho hi ta giá hề rất khó tư sản thầm hô tâm hà bông hà quê nhà tì nằm hồ tư sư kỳ ta hồn sự phúc này trong sách bản còn mong cho các vị ấy hằng được sự an vui ý đăng quá tập mê quân nhân ác xa quá khách gia quá hân hô trước do sự phước báo mà chúng con đã sạch nằm đây hãy lặng nơi quân nhân.